Nhận định bóng đá Chelsea với Burnley, 19 giờ ngày 31 tháng 1, vòng 21 Ngoại hạng Anh. Thomas Tuchel sẽ có trận đấu thứ hai liên tiếp dẫn dắt Chelsea trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Burnley tại vòng 21 Ngoại hạng Anh, diễn ra vào 19 giờ ngày 31 tháng 1. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trận đấu đầu tiên của Thomas Tuchel dưới cương vị huấn luyện viên trưởng Chelsea chứng kiến The Blues bị buộc cầm hòa 0-0 tại Stamford Bridge. Việc giữ sạch lưới có lẽ là tín hiệu tích cực duy nhất của đội bóng thành London trong trận đó. Tuy nhiên cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở Tuchel khi ông mới chỉ có một ngày để chuẩn bị cho trận đấu. Chiến lược gia người Đức được kỳ vọng sẽ giúp cho mặt trận tấn công của Chelsea trở nên sáng sủa hơn trong trận đấu thứ hai cầm quân, với hy vọng tìm kiếm chiến thắng đầu tay ở Ngoại hạng Anh. Nhiều khả năng Tuchel sẽ tiếp tục sử dụng đội hình với 3 trung vệ cho trận đấu với Burnley khi huấn luyện viên 47 tuổi đang dần áp dụng triết lý của mình lên các cầu thủ The Blues. Tuy vậy, sẽ không dễ để Chelsea có thể giành 3 điểm trước một Burnley hừng hực khí thế sau khi vừa có 2 chiến thắng rất quan trọng trước các đối thủ sừng sỏ như Liverpool và Aston Villa. Burnley hiện đã thắng 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường và sẽ bước vào trận đấu này với sự tự tin có thể giành ít nhất 1 điểm. Giống như trận đấu trước Liverpool, đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche sẽ chủ động chơi thấp, liên tục pressing dồn ép Chelsea, khiến họ cực kỳ khó khăn để phá vỡ hệ thống phòng ngự của đội khách. Đây có lẽ sẽ là một trận cầu rất chặt chẽ và ít kẽ hở cho các cầu thủ tấn công khai thác. Chỉ cần một bàn thắng cũng có thể định đoạt số phận của cuộc đấu này. Dự đoán Chelsea với Burnley 2-0.